Thưa quý vị và các bạn, vậy là làng đã thuyết phục được mọi người trong nhà thay đổi cái nếp xưa nay chưa có để chung sức gìn giữ hậu phương, lo đỡ cho người đi đánh giặc. Chi bộ cũng hoàn toàn đồng ý với cách thu xếp của làng. Kể từ đó, ngôi nhà của làng, bố bầm làng, bù hón, ba bóng già cùng nương tựa vào nhau, không còn cảnh bù hón phải lùi thùi một mình nữa. Chẳng mấy chốc, cánh đồng lau, đồng sàng, đồng hóp, lúa đã uốn câu, tỏa ra mùi hương đầm ấm, báo hiệu một mùa cơm mới ngọt lành cho bản mẫn. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết phía sau trận chiến của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua giọng đọc Thu Loan. Mới quá nửa buổi sáng mà trời đã nóng như nung. Những trận gió lào khô khốc thổi qua bản mẫn như hút khô mọi thứ những trái bồng đang xanh nhưng chỉ qua hai cơn nắng đã trở nên vàng bạch. Mấy bụi chuối hột, Đá vốn xanh cứng, này cũng héo rũ trước trận gió hầm hập nóng. Những con trâu uể oải, thờ phi phò, tép mình trong những gốc cỏ tránh nắng nóng. Đàn vịt im ắng rủ nhau áp mình xuống đất ẩm lấy hơi mát, mặc những chú chó từ đâu cũng xả xuống tranh chỗ nằm. Giờ ra chơi, nhưng sân trường vắng tanh bởi đám trẻ sợ nắng nóng chỉ ở lì trong các lớp học. Bầu trời xanh đến sợn người, không có một gợn mây. Đột nhiên, từ trên đỉnh núi phòng không, những hồi kèng liên thanh ba tiếng một rền dĩ vang lên, rồi tiếng phản lực Mỹ âm y từ bên kia núi thẳng làn vọng lại. Hình như máy bay địch đang quần đảo đằng mạng thành phố Việt Trì. Tiếng kèng trên đồi phòng không mỗi lúc một dồn dập Báo hiệu máy bay Mỹ sẽ bay qua thung lũng Lèng hối hà dụ bà con xã viên đang làm cỏ ngô trên đồng giàng Tìm nơi ẩn nấp Cánh dân quân chụp vội súng Hình thành đội hình chiến đấu Bỗng một tốp F4 như tia chớp gầm rú vượt qua Một chiếc đùn xa luồng khói đen Cố bay qua dãy núi Cần Kheo Lết về phía biên giới Việt Lào Chắc là nó bị trúng đạn phòng không lèng đang mải nhìn theo tốp F4 thì bất chợt một tốp thần sấm phía sau ào đến, rồi có tiếng rít chói tai. Những quần lửa bùng cháy và những tiếng bom nổ đinh tai nhức óc vang lên ở phía khu đầm xã. Lèng và chị em sân quân vội lội qua sông bứa chạy tới nơi bom nổ. Thì ra giặc Mỹ cắt bom, bom rơi trúng vào trường cấp 1 của xã nhà trường trước chiến tranh tọa lạc trên khu đất bằng phẳng ngoài trung tâm xã khi có chiến tranh trường được chia làm hai phân hiệu một phân hiệu tám lớp sơ tán vào khu đầm xã này học trong các lớp học tranh tre nứa lá lớp nọ cách lớp kia vài chục mét ẩn dưới những bóng cây mí già ven con suối nhỏ sân trường cũng phân tán thành sân các lớp khi lẻn tới nơi khu đầm xão vốn yên bình là thế đã trở nên tan hoang. Một hố bom sâu hoắm nuốt hết cả sân khấu ngoài trời, được giáo viên và học sinh ngụy trang bằng dàn dây bìm bìm nở hoa tím thẫm. Sân khấu này, mỗi khi nhà trường tổ chức văn nghệ, các cháu học sinh thường biểu diễn ca hát. Tất cả bây giờ chỉ còn là một hố sâu. Thêm một hố bom trúng khu vườn thực nghiệm. Nơi đây, học trò có thể tập làm quen với các loại cây trồng những giò phong lan những luống ngô những bụi rong giềng dập nát tơi tả mùi khói bom khét lẹt xông lên nồng nặc ngôi nhà tập thể của giáo viên gần đấy bị bom thổi tung những tấm phên nứa vương vãi khắp nơi những trang giáo án bay tơi tả may mà các cháu học sinh kịp xuống hầm trú ẩn nên không có cháu nào thương vong chỉ có cô giáo tâm trẻ măng dính mảnh bom thoi thóp nằm trên vũng máu khắp nơi vang lên tiếng khóc tiếng nhốn nháo của giáo viên và học sinh các y tá của bệnh xã xã đã kịp thời đến sơ cứu cho cô giáo tâm người ta để cô nằm trên chiếc chõng tre trong gian phòng hiệu bộ mặt cô bệch ra vì mất máu đôi mắt như thất thần mệt mỏi người cô thỉnh thoảng lại giật giật cô rên nhẹ dáng chừng đau lắm lèng nhanh chóng tập hợp trung đội dân quân tại chỗ mệnh lệnh chiến đấu của xã đội trưởng được phát ra. Một số dân quân chia ra hướng dẫn cho các cháu học sinh men theo các con đường mòn dưới tán cây rừng tản ra về nhà. Bốn dân quân cõng cáng cô giáo tâm ra bệnh viện huyện. Số còn lại cùng với các cô giáo dọn dẹp nhà trường sau bom Mỹ tàn phá. Từ trước đến giờ, Seo Sơn chỉ chứng kiến máy bay Mỹ gầm rú trên bầu trời thung lũng thằn lằn này. Đầu tiên dân bản còn sợ, nhưng sau cũng quen dần tâm lý chủ quan coi thường định bắt đầu xuất hiện nhiều người không chịu chấp hành các quy định về phòng không của xã nay bị bom mỹ những người đó lại trở nên hoảng loạn chẳng biết ứng xử thế nào nhiều nhà không dám cho con đi học các lớp học vắng gần nửa không khí lo sợ lan rộng trong xã cô giáo hiệu trưởng đành phải lên gặp lãnh đạo xã nhờ can thiệp Quả thật, tình huống này không sớm được giải quyết thì sẽ ảnh hưởng tới tất cả hoạt động trong xã. Làng đề xuất dùng lực lượng dân quân xã làm nòng cốt, vận động các gia đình cho các cháu tiếp tục đến trường học và tổ chức các biện pháp phòng chống đến mức cao nhất, bom đạn của máy bay Mỹ để ổn định tình hình. Thế là công việc lại búi lên. Làng đi làm về, lùa vội bắt cơm độn một phần gạo, hai phần sắn ruôi, quay đi quay lại chưa kịp tam xăng, cô Thu, bí thư xã đoàn đã nhanh chân đến trình bày. Chiều nay, mời chị cùng đi kiểm tra hầm trú ẩn cho các cháu ở trường cấp 1 với chúng em. Xe em ra hầm đào đã lâu. Các cô giáo yêu cầu phụ huynh học sinh sửa chữa và bổ sung nhưng tiến độ chậm quá. Thế à? Hay các em cứ đi kiểm tra rồi cho ý kiến chấn chỉnh? Chị đang định tạt qua trạm xá xem cơ số thuốc dự phòng còn thiếu không vừa qua dịch sốt xuất, xuất huyết tiêu tốn nhiều thuốc quá không kịp bổ sung e có chuyện gì thì trở tay không kịp chị ơi cả chuyện đội mũ dâm đi học của các cháu nữa xem ra có vẻ chủ quan lắm những việc này tiếng nói của chị trọng lượng hơn chị nên cho ý kiến đỡ bọn em thôi được ta sẽ đi luôn qua ngọ rồi còn gì tranh thủ kiểm tra xong còn đốc thúc việc làm, cỏ lúa nốt mấy thửa trên đồng lao để mai về đồng hóp cho kịp thời vụ. Việc kiểm tra thuốc ở trạm xá đành để tối vậy. Thu ngập ngừng nói tiếp. Ở bản măng, cậu phanh đào ngũ, chị giao cho đoàn thanh niên xử lý, cho đi tập trung lao động cải tạo trên xã, cậu ấy đã chấp hành tốt. Nhưng đến khi đi các bản hô khẩu hiệu, ai cũng như tôi thì mất nước. Thấy nhục quá, cậu ấy trốn về bên vãi, ở tận trên vèo đã mấy ngày nay gia đình xin đợt tới cho cậu ấy nhập ngũ lại chị xem có được không cái đó cứ từ từ cần phải xem tư tưởng cậu ấy thế nào có thực sự thông suốt không đành rằng chiến trường đang cần người nhưng đấy không phải cái chợ lúc nào muốn đến thì đến muốn đào ngũ thì đào trốn lính như cậu ấy còn nhục đến đời con đời cháu chứ không phải chỉ nhục đời cậu ấy đâu đoàn phải giáo dục cho thanh niên thấm sâu vào lòng điều ấy mới được. Vâng, nhưng xin chị dơ cao đánh khẽ. Cậu Phanh là người yêu của cô em họ nhà em. Em không muốn vì việc này mà dòng họ nhà em mang tiếng là có người trốn lính. Nhục lắm. Chị giúp em đợt tuyển quân tới cho cậu ấy nhập cũ lại hộ em nhé. Thôi được, chị sẽ lưu ý. Tối mít lèng mới về đến nhà. Máng dẫn nước từ trên mó xuống thích nhà lèng. Không biết hỏng chỗ nào chẳng có lấy một giọt nước bố bầm lèng già cả chẳng đi sửa được đành chờ lèng về lèng phải đốt đuốc đi xăm soi mãi mới tìm thấy hoa ra mấy cái cột đỡ lâu ngày mục sụp xuống loay hoay một lúc mới làm xong đáo qua nhà bù hón thấy tối thui bù nằm như gốc cây mục trên ván lèng sợ quá vào lay bù xem thế nào bù hấp hay đôi mắt kèm nhèm bảo không sao. Chỉ đắng mồm đắng miệng. Cứ để bù nằm qua đêm nay là khỏe thôi. Thế là hết cơm nước cho bố bầm ở nhà. Lại lo cháo lão cho bù hón. Đến nửa đêm, lèng mới được chợp mắt. Vừa thiếp đi được một lúc, lèng đã thấy đường vào bản mẫn dâm dập bộ đội hành quân qua. Đi đầu là anh khang của lèng, ngực đầy khuôn chương đội mũ tay bèo, vai đeo ba lô, vừa đi vừa hát rồi sau đó là ba chàng trai bản mẫn hồ hởi theo sau. Hón vẫn nhu mì như ngày nào, phiến vẫn nở nụ cười hồn nhiên, thuận vẫn bô lô bô la y trang thổi trước. Cả mậu nữa vẫn mái tóc dài, vẫn đôi mắt đẹp. Họ súng xính trong bộ quân phục mới, hùng dũng hiên ngang bước đi, giơ tay vẫy lèng. Lèng lao ra đường bạn gọi họ, bảo họ cho lèng, cho lèng theo với lại định bảo họ nhớ viết thư về cho gia đình cho lèng nhưng họ đi nhanh quá lèng cứ dối chân lại mỏi nhừ không làm sao đuổi kịp hóa ra lèng mơ ngủ tỉnh giấc khi trời mới lờ mờ lèng lại băn khoăn với những ý nghĩ đứt nối từ mấy ngày nay không thể để tình trạng các bù già cô đơn có người thân ra trận sống như thế này được gay quá các bù mỗi người một nhà đôi khi ốm đau trái nắng trở trời không thể tự chăm sóc cho mình được đám thanh niên đi làm hết ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết ăn nói thế nào với người ra trận hay là mình đón bù hón sang nhà mình nếu được như thế thì nhà mình sẽ có ba bù già cùng ở một bù thì không tự chăm lo cho mình khi đau ốm được chứ có ba bù thì người nọ dựa vào người kia như cây có bụi chắc sẽ tốt hơn. Còn nữa, các bù già có bầu bạn tâm tình, dễ dàng bày tỏ được tâm sự, nỗi nhớ nhung người đi xa cũng vơi bớt một phần. Cuộc sống cũng thêm thanh thản. Hơn thế, mình đi làm về, cơm nước cho hai nhà, nhưng chỉ cần một bếp. Nắm sau thì chỉ việc nấu một nồi, lẻ gạo cũng không để lãng phí. Nhưng liệu có điều gì khiến bà con dân bản dị nghị không nhỉ? Có ai cho rằng cán bộ lợi dụng chính sách hậu phương quân đội thu lợi cho bản thân mình không? Ngộ nhỡ anh Khang về, có cho rằng mình quan hệ yêu đương, bắt cá hai tay với hón? Thời buổi này, mật ít khoai nhiều, cánh con gái bọn mình như khoai cả rổ, vô tình làm phúc phải tội thì khổ. Ai biết mà thanh minh cho mình được? Lại còn không biết bố bẩm mình có chịu cho không? Rồi bù hón có đồng ý không nữa? dù sao cũng phải giải quyết tư tưởng cho các bổ cái đã. Trong đã ấm, thì ngoài chắc yên thôi. Lo gì? Lèng tự nhủ vậy. Chăn trở mãi, gà gáy sáng đã rụ Lèng bật dậy chuẩn bị đi cấy. Cánh đồng hóp đã bừa kỹ từ hôm qua. Hôm nay chỉ cần bừa vạt là xuống mạ đẹp. Chống đi làm, cả đội mẫn ua ra đồng. Người bừa vạt, người nhổ mạ, người xuống cấy làm hợp tác vui như đi chảy hội những bàn tay thoăn thoắt ra mạ lối cấy thẳng như căng dây hàng sông hàng con đều tăm tắp nước lắp sắp những thợ bừa vạt cấy trước đây phải là đàn ông giỏi mới được làm thì giờ cánh đàn bà con mọn cứ gọi là làm băng băng bùn sánh lên màu đồng điếu nhuyễn phẳng mát tay rười rượi lúa cấy đến đâu xanh màu hy vọng đến đó giải lao cánh thợ bừa thợ cấy hè nhau đi bắt cua bắt tép các con đìa dọc bờ mương dẫn nước từ đập hóp xuống được be lại tát nước những con mải mại cá cờ nằm phơi bụng trên đáy đìa được nhặt bỏ vào chiếc dáng đeo ở bên hông các chú cua bỏ lon quăng được vặt càng vào nằm cùng lũ cá cả những chị niềng niễng những anh cả cuống chậm chân cũng chịu chung số phận trong chiếc dáng của những người thợ cấy thêm một nắm măng chua hoặc một nắm rau sắn muối là trưa nay cả nhà có nồi canh ngọt lịm lèng bắt được có nhẽ đến bắt ô tô cá tôm cua lẫn lộn già được bắt canh trẻ được manh áo mới âu cũng là quy luật của đời ở nhà con lợn con gà chăn nuôi được đã phải bán nghĩa vụ cho nhà nước để phục vụ chiến trường phục vụ cho các công nông trường xí nghiệp hạt thóc gặt về trước tiên là lo phơi khô quạt sạch gửi ra tiền tuyến nuôi quân đánh giặc còn lại chia đều ra các tháng để gọi là không có tình trạng đứt bữa. thế nên đa phần bữa ăn chỉ có bốn phần gạo còn sáu phần đụn lót sắn sàng ngô khoai đồi sắn luộc ra ăn cho vui thì bùi nhưng ăn để lấy no bụng thì bụng dạ lúc nào cũng háo như có lửa nhiều nhà có sáng kiến thái sắn nhỏ như hạt liệu, ngâm nước, rồi đãi bớt bột đi, ghế vào cơm ăn cho đỡ ngán, như kiểu trước đây ăn củ nâu chống đói vậy. Cơm sắn, ăn với canh rau sắn, quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ thấy sắn là sắn. Như thế cũng vẫn là may, đồng rừng còn có sắn, ở đồng bằng làm gì có sắn mà ăn, chẳng ao ước chán vạn dãi chứ. Thôi thì chẳng bằng lòng cũng phải bằng lòng, biết làm thế nào được. Trăm cái tội, trung quy vẫn là cái tội do thằng Mỹ xâm lược mà ra cả. Trông xa chẳng được thì trông gần. Bà con đi làm đồng, kiếm thêm được tí gì hay tí ấy để cải thiện bữa ăn cho cụ già, cháu nhỏ ở trong bản. Đó cũng là niềm vui, niềm hí hửng của những chị thợ cấy, đâu phải chỉ ở bản mẫn này. Trưa, mặt trời đã leo lên gần đỉnh đầu phả cái nóng xuống bứt rứt sống lưng. Chống báo tan tầm cũng vừa điểm, mọi người lục tục lên đập hóp rửa chân. Chẳng có mống đàn ông nào. Những đôi chân trần bê bết bùn được chị em kéo lên đến tận đùi non. Họ lấy những nắm cỏ mần trầu rứt vụi ven bờ mương lên cọ rửa. Cái anh bùn non này, té tí nước vào là trơn tuột đi ngay, nhưng lại ngấm vào lỗ chân lông đến kỹ. Nếu lơ là không cọ sạch là đến lúc khô, đọng lại một lớp màu nâu nhạt trên da thịt, ngứa như sát lá han. Thế là gãi đến đâu, là bựa trắng nổi lên đến đấy, trông phát khiếp. Lèn cũng cọ rửa đến lúc da chân đỏ ửng lên mới thôi. Những mạch máu li ti xanh mờ chạy khắp từ bàn chân lên bắp vế của lèn, phô ra một đôi chân trần nõn nà và cân đối. Cái vẻ đẹp ấy chứa đựng sự khao khát của một cơ thể khỏe mạnh và đầy sức quyến rũ lèn xoa ấm bắp về mình. Một cảm giác dường rực trào dâng trong lòng người con gái xứ mường đang đẩy đà sức sống. Càng xoa sát bao nhiêu, cái cảm giác trộn rộn trong lòng càng bùng lên dữ dội. Mắt lèn hoa lên, dại đi, đỡ đẫn. Ruột gan phừng phừng như có hòn than đỏ rục rã. Tự nhiên, lèn muốn sát thật mạnh, xoa thật mạnh vào nơi bắp vế cho thỏa nỗi khát khao cháy bỏng. Bất giác lèn nén một tiếng thở dài. Ở nhà, ở bản, ở xã, ở hậu phương còn bao nhiêu là việc. Phải nén lòng lại thôi, chứ còn biết làm thế nào. Cả đám con gái hơ hơ sức xuân trông vào lèn. Lòng và cũng như lòng sung. Mình thế nào, chúng nó cũng vậy. Thế mới biết, trong thời buổi đất nước có chiến tranh, ai cũng phải kìm nén, ai cũng khổ. Chẳng cứ người ra trận mới khổ, đàn bà con gái ở hậu phương khổ nào có kém gì. Đã thế, làm cán bộ đảng viên lại còn phải đầu tàu gương mẫu. Lờ mờ là bị kiểm điểm lên, kiểm điểm xuống. Bìa miệng cả đời chứ đâu phải chuyện đùa. Chiều hôm đó cũng cơm chửa xong, cái tâm lại hớt hải chạy về báo với lèng. Chết rồi chị ơi, tài thuận bản mình đào ngũ, chạy sang hàng ngũ địch hồi tránh rồi. Làm gì có chuyện đó, em nghe tin ở đâu? bọn trực chiến nghe trộm đài địch. Chúng nó bảo, đài Sài Gòn trong buổi phát thanh nhịp cầu thân yêu, ra giả, giả mấy ngày nay rồi. Nó nói đúng tên tuổi Tây Thuận, cả địa chỉ bản mẫn mình nữa. Phen này thì còn nhục gấp mấy lần đào ngũ ấy chứ. Rồi điểm thi đua, thành tích của xã mình cũng mất hết. Này, ai cho các cô ấy nghe đài địch hả? Chúng nó tuyên truyền bậy bạ cũng tin à? Chết thôi lèng nhăn mặt khiến tâm cuống lúng búng như ngậm hột thị không khí ngột ngạt như trời có rông bão lát sau lèng hạ giọng em không được để lộ tin này ra đâu nhé bà con trong xã mình chẳng mấy người có đài mà có cũng không dám mở đài địch ra nghe đâu chiều nay chị sẽ cùng em lên trận địa phòng không phải tuyệt đối gìn giữ không để dân bản hoang mang nghe chưa vâng em nhớ rồi thế là chiều hôm đó dù bận bao nhiêu là việc, nhưng lèng cũng phải bỏ công, bỏ buổi, lên tận trận địa phòng không của dân quân xã, trên đỉnh núi suối xeo, gặp mặt tổ trực chiến. Sau khi nói rõ tác hại của việc nghe đài địch, lèng đặt những giả địch, kẻ địch nhặt được giấy tờ của Thuận hoặc thu lượm được các thông tin từ đâu đó, phát lên đài để gây hoang mang cho nhân dân miền Bắc hậu phương thì sao? Nếu mình cả tin, phát ngôn thiếu suy nghĩ là mắc mưu gây rối hậu phương của địch, thế là có tội với dân với nước chứ còn gì nữa lèng nói tiếp các em là những đoàn viên thanh niên là cánh tay phải của đảng các em không được sao nhãng lập trường cách mạng cuộc kháng chiến chống mỹ của ta đang vào giai đoạn cần tập trung sức người sức của cho tiền tuyến để đánh thắng kẻ thù trách nhiệm của chị em ta ở hậu phương là phải giữ yên được lòng dân để phục vụ cho tiền tuyến ngừng lời một lát lèng xúc động nói thêm bà con dân bản mình khổ quá rồi đàn ông đàn ăn sung phong ra trận cả chăm việc ở nhà dồn vào vai người già và đàn bà chân yếu tay mềm bây giờ lại nhận được tin dữ thế này rồi người này nghi hoặc người khác lời ong tiếng ve đảm tiếu việc này việc nọ là chút thêm nỗi lo chút thêm gánh nặng cho dân bản mình chẳng hóa thế làm cho kẻ địch càng mừng a à. cho nên các em đã chót nghe đài địch rồi thì thôi nghe đâu bỏ đó đừng mắc thêm khuyết điểm tuyên truyền không công cho địch là thành phần phản động đấy. Vâng, chúng em xin nhận khuyết điểm là tò mò nghe đài địch. Xin chị tin chúng em, chúng em sẽ giữ bí mật này. Nếu có người khác nghe được, chúng em sẽ nói lại những điều như chị nói với chúng em hôm nay cho mọi người hiểu. Ừ, thế là tốt rồi. Các em nên nhớ thêm điều này. Làm người lính ra trận, gian lao vất vả lắm. Nhưng chỉ có một việc là đánh giặc nhất xanh cỏ nhì đỏ ngực còn chúng ta ở hậu phương có đến trăm mối lo mà toàn mối lo không tên phải đâu ai cũng biết làm tốt thì không sao chứ sơ sẩy một tí là ai ai cũng chỉ chiết rồi khi người đi đánh giặc thắng lợi trở về mình biết ăn nói thế nào trong ngày chiến thắng ấy chị ơi chúng em xấu hổ lắm rồi chị bận trăm công nghìn việc hết việc xã rồi lại việc bản thế mà chúng em vẫn làm chị bận lòng. thôi, chúng em đã biết lỗi, chị đừng buồn nữa nhé. ừ, chị em mình cùng cố lên. thôi, các em ở lại, chị về. tiễn lèn ra về, mọi người nhìn theo với niềm tin yêu và kính trọng. người nữ xã đội trưởng này, mới ngày nào còn như mầm cây vừa nứt vỏ, vô tư, ăn chưa no, lo chưa tới, giờ đã phải gánh vác trọng trách quá lớn trước tập thể đảng bộ xã cái áo thì quá rộng mà bản thân con người còn mảnh mai thật là vất vả đến tội nghiệp đêm hôm ấy lèng thưa với bố bầm về ý định đón bù hón sang nhà mình để tiện trông nom và chăm sóc khi ốm đau trái nắng trở trời, trời bầm lèng nghe thế vội hỏi thế ra mày đã có ý định với thằng hón à ừ bầm thấy thằng ấy ngoan hiền và chịu khó lắm nhà mình mà được nó làm rể thì còn gì băng bố lèn lại bảo. Không được đâu con ơi. Nhà dạ ra nhà dạ, nhà vãi ra nhà vãi. Bà dạ không ở chung với ông vãi một nhà được. Lê thói bản mình không cho làm thế đâu. Lèng phải thưa lại. Không phải thế, bố bầm mạ. Con và Hón chỉ như bạn bè với nhau thôi. Mậu mới là người yêu của Hón. Nhưng bây giờ, cả Hón và Mậu đều đang ở chiến trường. Bù Hón thành ra cô đơn, bổn phận con ở hậu phương phải chăm lo cho bù để an lòng người ở chiến trường bố bầm đồng ý để bù hón sang nhà mình là giúp con hoàn thành nhiệm vụ giúp hón an lòng chiến đấu bố bầm nghe con nhé hiểu ra việc con gái làm bố bầm lèng đều vui vẻ chuẩn bị chỗ nghỉ để đón bù hón trưa hôm sau lèng lại sang nói chuyện với bù hón đầu tiên bù cũng dãy như đỉa phải vôi một mực không chịu Người bàn mẫn mình, xưa nay nhà ai nhà nấy ở. Chẳng ở chung đụng với nhau thế bao giờ. Xem ra không quen được. Nhưng nghe lẻng nói, bây giờ mọi việc làm của những người ở hậu phương đều vì người ở tiền tuyến, để người tiền tuyến an lòng. Chóng đánh xong hết giặc còn về hậu phương, thì bù nghĩ lại. Người ngoài còn lo cho con bù, để con bù an lòng đánh giặc, huống chi bù. Cho nên, thôi thì bù cũng vì thế mà bằng lòng. Thế là Lèng đã thuyết phục được mọi người trong nhà, thay đổi cái nếp xưa nay chưa có, để chung sức, gìn giữ hậu phương, lo đỡ cho người đi đánh giặc. Hôm sau, Lèng đưa ý định của mình ra cuộc họp chi bộ thường kỳ để xin ý kiến. Dù sao, Lèng cũng là đảng viên, mà đã là đảng viên thì mọi việc làm và lời nói nhất nhất phải tuân theo nghị quyết của đảng. Rất may, chi bộ hoàn toàn đồng ý với cách thu xếp của Lèng các đảng viên còn đề nghị ủng hộ làng mỗi người hai ngày công một vụ nhưng làng không đồng ý kể từ hôm đó trong ngôi nhà của làng ba bóng bù xà cùng nương tựa vào nhau không còn cảnh bù hón lùi thủi một mình nữa lèng đi làm đi họp cũng an tâm hơn thế rồi chẳng mấy chốc trên cánh đồng lau đồng sàng đồng hóp lúa đã uốn câu tỏa ra mùi hương đầm ấm báo hiệu một mùa cơm mới ngọt lành cho bản thân